Món quà được đại dương ban tặng, sản phẩm Litho Plus từ tàu biển đỏ. Tàu biển đỏ từ vùng biển sâu và sạch phía tây Brittany của Pháp, chính là nguồn nguyên liệu dồi dào, cung cấp lượng canxi tuyệt vời và ưu việt để sản xuất ra nhiều sản phẩm khác nhau. Trong đó có sản phẩm Litho Plus với cấu trúc đặc biệt, canxi từ tàu biển đỏ, dễ hòa tan, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên giúp hạn chế các tình trạng không mong muốn như nóng và táo bón. Sản phẩm Litho Plus đến từ nhãn hàng xanh Bernh Cộng hòa Liên bang Đức giúp bổ sung canxi cho trẻ em, người già, phụ nữ có thai, người có nguy cơ loãng xương, thiếu canxi. Sản phẩm Litho Plus được nhập khẩu chính hãng từ nhãn hàng xanh Bernh. Hiện nay, sản phẩm đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.